đi. Tại vì để tôi chia sẻ cho xin chân lệ về chỉ nguyện từ bi hiện ra hộ Nam Mô Tất Đa Bản Tăng Một Tăng Bụt. Vậy nó tụi bạn cúng, tụi bạn chuyện với ai của bạn? Tụi bạn nói chuyện với dông đó, nó thua đó đó. Ở đâu? Dạ. Rồi thì tiếp theo Kỳ sẽ cùng cô Bảy đi vào trong chánh điện ở trong thiền Bát Nhã, trong lòng thiền Bát Nhã ha. Ở đây thì mình có cửa gào nữa, mình gào mình đóng lên luôn ha cô Bảy. Con thấy là ở ngoài có thờ là mấy cái vị này, ông Hổ với cái vị này là ngày nào hả cô Bảy? Cái đó lâu rồi con. Ngày xưa ha. Lâu rồi. Và ở đây là mình thờ Bát Hương, hai cái Bát Hương, có như hộ pháp hay sao cô Bảy? À, hai ông chư vị ha, hai ông chư vị hộ pháp đứng hai bên. Chư vị. Dạ, rồi mình sẽ đi vô trong ha cô Bảy. Giờ lần đầu Kỳ Hữu Duyên đi về đây dạ. Rồi. Ở đây là hang hồi xưa đó. Gì? Trong đó đó, tối bóng tối là hang hồi xưa đó. Rồi bây giờ mình lắp lại hết ha cô Bảy. Lắp lại đừng cho con gì con này kia, ông gì con mọi luôn. À, trong đây quá tiền rộng ha. Ừ. Thì Kỳ thấy hồi trước là ông chư thiên hộ pháp ha. Dạ. Dạ, cô Bảy tốt nhan trình đấy ha. Cô đốt một ngày 200 cây. Ôi, 6 dạ. Kiểu á. Vậy ha. Ngang này đốt luôn. Dạ. 2 thời. À, thời. Ừ, ngày cúng hai thời. Cái mình ở đâu cô Bảy? Trong đó. Ơi. Tại vì người ta mình nói mình dạy người ta học á, theo biết đúng biết sai á, đừng cho người ta vô đây ta quậy rồi ai lại cúng bắt đầu theo người ta phá người ta. Vậy hả? Cô đâu cho phá người ta. Mà người ta vô đây. Rồi con vô đây có sao không cô Bảy? Không. Có gì đâu, tại vì mình phải giải chứ. Dạ, thì cô Bảy sẽ đốt nhang xin giúp Kỳ đó cô chú anh chị. Đây cũng mấy giờ rồi, giờ này 4 giờ. Chiều 5 mấy giờ gì ta? Tối này tối đó cô Bảy. Ừ, tối rồi. Con vô đây mình 5 rưỡi. Phải thấy con đi thì còn nghiệp á, chứ bữa hổm không có duyên quay á. Tiếp ha. Này hữu duyên á cô Bảy. Ừ, hữu duyên. Thuận duyên. Nam mô Bổn Sư Thật Tự Bổn Sư Ngọc, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Cũng Đặc Ma Sư Tổ Tâm Tạng Bất Hồ Cố Vô Quyền. 136 kiếp họ cha, 133 kiếp họ mẹ, Địa Chi Thiên Hộ Pháp, Mẹ Quán Âm Tâm Hải, Mẹ Dòng Hoa Ngũ Hành, Bà Cửu Tiên Huyền Nữ và Mẹ Phật Mẫu Chuẩn Đề Tình Chú, Kẻ Thủ Quy Tô Tất Đế Đạo Diệu Lệnh Lệ Thật Tô Chi Ngã Chúng Sinh Căn Lệ Chuyện Đề. Di nguyện từ bi thì gia hộ Nam mô Tất Đa Đẳng Tam Biểu Tam Bồ Đề Cú Chi Nẵng Đát Ti Tha Kiếp Lệ Chúng Lệ Chúng Đề Ta Ta Ha Nam mô A Di Đà Phật. Hậu độ chị cho các Phật tử ông lục ôm và ông lục thân đỏ và các dân nhỏ dân lớn cuối thời chùa hang khấn thu lợi trắng thu thô bị mi tôm cảnh giang hồ độ con mai thì ở 49 tuổi dòng pháp danh diệu mai chồng con Nguyễn Hiếu năm nay tuổi hoàng nguyện thì linh gái tháng 8 tuổi hoàng nguyện nghĩa bốn tuổi mẹ học ở thành phố Cần Thơ được quận Kiều chín mốt B làm bác sĩ và dược sĩ và cứu dân độ thế hồ độ cho mẹ con bà chồng thứ hai 82 tuổi từ tỵ tây qua nàng khỏi thật bệnh chưa trừ hồ độ cho mai chị nga mai thiệt mai thu mai tuyến mai tưởng tây qua nàng khỏi thật bệnh chưa trừ hồ độ cho 136 phía họ cha 133 phía họ mẹ đến phủ thời chùa hang khấn thu lợi trắng thu thô bị mi tôm cảnh giang hốc Nam. Con mai được 49 tuổi dòng pháp danh Diệu Mai hốt thuốc nam cho bà con được mạnh giỏi tay qua đã khỏi thực bệnh khi trường mà ăn có ngọc có lộc có tài và dạng sự như ý đi trên đường thuận lộ bình an chúc bà con cô bác và nước ngoài nước Việt Nam được mạnh giỏi bình an tay qua đã khỏi thực bệnh khi trường và ngàn và dạng sự như ý Nam mô A Di Đà Phật chứng minh Nam mô A Di Đà Phật một ngày là mình đốt khoảng 200 cây hương hả? Ờ, một đám nhang gì cô đốt chút xíu hết trơn rồi. Vậy gì một hai hai một ngày là xài 400 cây nhang. 200 à? 200. Ở trước á 100, ở sau 100, ở đây 100 nè. Ở đây là cô đốt hai thời, mỗi một thời vậy là 50 cây. Dạ. Ừ. Rồi ở trước á thì 50. Dạ. Đây ông cố tổ phụ thờ cha gia tộc. Của gia tộc. Ồ, đi vô đây phải cầm khom chút chị. Hôm hôm á đây là 133 kiếm họ mẹ. Thờ đó là thờ cho mấy cái họ khác luôn mà. 136 kiếm họ cha. Dạ. Yeah. Phải cứu hả? Ở đây có là Đức Phật rồi nói chung các vị Phật luôn ha. Thì bên đây là cái chỗ thờ ở đây.
Đó là Phật chuẩn đề không mơ cô bạn. Ngày ngày rất là nghiêm trang ha. Đây là mẫu hả cô em? Mẫu. Này là năm mẹ ngũ hành. Ở trên là mẹ Diêu Trì với mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ha. Ừ. Dạ. Đi cô Bảy, lúc mà cô Bảy ở đây là cô Bảy nói, cô Bảy cúng, cô Bảy nói chuyện với ai cô Bảy? Cô Bảy nói chuyện với Dông đó đó, quán thu đó đó. Ở đâu? Kìa. Đó. Bính đó. Sao cô Bảy? Nè, mấy cái Dông nè. Nè, dạ. Nè, ông Lục. Nè, mấy Dông nè. Dông đây nè. Dạ, mùa cái này người ta chết hoàng, chết đất đó. Ta đem cho chùa gửi nè. Dạ. Ừ. Rồi dưới chết nước. Dạ. Đi tàu biển rồi đó. Dạ. Chết, ta đem vô đây gửi tu. À. Rồi cô Bảy nhiều khi buồn buồn nói chuyện với nó vậy nè. Ui. Nói mấy con ở đây lo tu hành nha. Đứa làm bác sĩ, đứa làm công an, bộ đội. Dạ. Rồi đứa nào thì bảo vệ chùa. Đó. Nó có bảo vệ đàng hoàng luôn á. Dạ. Chân nè. Đó. Ừ. Cô gái đẹp đẹp không? Trời ơi, là cô Bảy có thể nói chuyện với các vị này hả? Cũng vong linh đó nè. À. Còn Phật để bên, rồi chư thần mấy ông chư thần này theo tu theo các vị các Phật ơi, mẹ ha. À, cái này là ông này Lục Tà. Lục Tà khăn đỏ, cái này ông Lục Ôn. Lục Ôn. Chính xác đại càng. À. Cũng nằm bên chính xác đại càng á. Dạ mô Phật. Ừ. Rồi rồi. Thì là cô Bảy buổi chiều cô Bảy cúng là có thể nói chuyện với những phần âm ở trong này luôn. Ừ, nói luôn. Trời ơi, là cô Bảy thấy họ luôn hay sao cô Bảy? Hả? Cô Bảy thấy họ luôn hay sao? Thấy cũng như cô Bảy nói chuyện với nó. Như đang nói chuyện với con vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Cô Bảy nói gì đó. Cô Bảy nói rất là ấn bữa này là vào cái buổi chiều đó cô chú anh chị. Tối á, bữa nay tối rồi. Ngày tối luôn rồi nè, chứ chiều gì nữa, năm gần 6 giờ rồi. Nghe cô Bảy nói mà kìa ấn sao á. Cô có bữa cô ở đây cô cũng ấn rồi đó, mà cô nói chuyện là cô hết ấn rồi. Sao vậy? Tại cho nó giữ cô. À. Ừ. Gì? Để cho nó giữ cô chứ cô ở đây cô không cho nó giữ thì khỏi cái hồn khác nó vô á. À. Ừ, cô nói chuyện nặng cho nó giữ theo giữ cô nè. Đấy. Vậy ha. Ừ. Rồi qua bên Phật đốt ngang nữa, rồi cả mới ra phải trước. Vậy là bồ có bạn ở đây luôn hay cô bạn? Có hết chứ. Mình tu mà ai đâu ăn biết mình được. Dạ âm hồn Phật. Ừ. Cũng phải sau này là mình được cái căn duyên làm sao? Dạ, nói chung thì các vị cũng theo tu học để mà thành để mà cũng giúp đời đó ha cô Bảy. Ừ. Này các mẹ này ta đem lại ta gửi chùa đó. Dạ. Cô để cô thờ luôn mỗi một mẹ vậy để ly nước. Dạ, mẹ Quan Thế Âm ha. Rồi con thấy cái hình này của mẹ hình như đẹp quá vậy. Ồ, hình này hình hồi xưa luôn nha cô Bảy. Hồi xưa đó người ta đem gửi. Ôi, đắp y. Hồi xưa mặc nguyên áo luôn. Ồ, cái này chắc mấy chục năm về trước rồi ha ta. Lâu rồi. Hồi xưa đó cô chú anh chị hình này rất là cổ luôn. Cái này là mẹ Quan Thế Âm. Dạ. Con cháu mình có khổ đau nữa. Con cháu tập bệnh tiêu trừ tay qua nặng khổ. Yeah. Ở đây là cúng mặn nha. Cúng mặn ha. Ờ, chỗ ông hổ này cúng mặn. À, bên các vị thần mà ha. À, thấy ông, hai ông nhìn quá, nhìn rất là nghiêm mà quay hồng luôn. À, có bữa cô tụng kinh tối quá rồi trời mưa nữa đó, cô tối rồi cô lò mò lên. Gì hả, ngủ đây luôn hả? Không, cô tối chút không có gì à. À. Có con ở đây. Vậy hả, bữa nay cũng cả mai chiều rồi kỳ vậy. Hai con hên đó, rồi con cũng có duyên. Dạ, yeah, đúng rồi. Chứ bữa hổm ra. Em của Tấn Dũng vô quay, con không cho quay nữa, không có, không chịu. Vậy hả? Ừ, tại không có nhiều. Dạ. Tại là ghét con ta mà bỏ ai chứ. Dạ. Từ nãy vô là thấy ông dừng dừ đó. Hồi nãy vô là dừng dừ rồi đó, con thấy không? Dạ. Ủa, bên đó là con thấy những cái... Ủa, hai ngôi mộ hả cô Bảy? Sao mộ, mộ bà cô đó. Vậy con thấy bà sao? Chùa đó. À, sao con thấy có hai cái bia? À. Hai cái bia này bia hồi xưa hả cô Bảy? Bia cũ mới làm mà. Hồi đó là cái mộ không có bia. À. Rồi ta mới làm sao này nè. Rồi cái bên đó là thờ vị nào cô Bảy? Hả? Ngay cái góc bên đó đó. Góc bên đó đâu? Đó đó, ngay chân cô Bảy kìa. Cái đó hả? Nè. Cái này hả? Chư thần. À, chư thần ha. Ừ, giữ hai ông bà nè. Dạ. Cái này là cái cúng thờ nữa hả cô Bảy? Cũng thấy ngộ quá nè. Cũng
đá trẻ em hay luôn không? Một đá yêu thiên nhiên ạ. Nè con qua đây quay nữa nè. Dạ. Chiếc thuyền bè ở đây nè. Ờ. Đây bè ở đây nè. Dạ bự quá tàn luôn ha. Ôi ôi. Cái này mà đi trên lan can chắc nhìn xuống đẹp lắm ha cô bạn. Trên mình mới xuống. Thế nữa à, con. Tối lắm rồi chú anh chị. Xong rồi. Nè đó, chỗ này chỗ xưa ở đây là đó nhà lá không à, bây giờ ta lại ta xây lên nè. À, xưa là ở đây mình nhà lá ha cô bạn. Ờ lá. Hồi xưa xưa chùa lá. Dạ. Ở trong cái hang ở ngoài này bằng lá không à. Ừ. Lá là mình dừa mình đó. Bây giờ xưa, đó. Xưa là các ngày tu hình như là ở trong ông hang đá là thường. Là lá dừa không? Ừ. Dạ, chỉ dựng lên cái cốc đại cái. Cái chỗ này hơn hết trơn rồi. Ủa cái này là làm này gì? Này hầm chén nè, lại chỗ này là cái bếp nấu ăn á. À cái bếp đó. Giờ hư rồi, rồi cô giờ có bệnh kia. Ồ, còn thấy xuống cấp quá tàn luôn. Xuống cấp hư rồi. Ủa vậy là cái bếp ăn hồi xưa là ở đây của chùa ha? Bếp ăn hồi xưa của chùa. Nhưng mà cô hư rồi, cô sau này gặp nó bể hết trơn rồi. Này, này cô bảy nó hầm chén là sao hay cô bảy? Cái này cái này cái kho chén. À cái kho. Chén nhà chùa. À. Có chén nhà cô, còn chén cổ trong đó đó. À đây có chén. Ôi ôi. Cái chén này là hồi xưa không cô chú anh chị. Ừ, chén cổ, chén đầu hồi xưa còn nữa đó. Còn ừ. Trong đó đó cô chưa có lục ra. Dạ, kỳ cũng xin mạo phép quay trong tối hù cô chú anh chị. Ôi. Chén cổ hồi xưa. Còn mới. Rồi chén nay nữa. Dạ, chén nè. Hình như mấy chén cổ không? Ừ. Là kêu đại khái cái hầm chén hả cô bé? Cái này là chén hồi xưa nè, chén này nè. Chén hồi xưa nữa nè. Đẹp quá. Ừ, này hồi xưa nè. Này chén hồi xưa nè. Mấy chọc này hồi xưa. Chắc bây giờ mình không có biết cái này. Nè, chén này hồi xưa nè. Yeah. Nè, chén này. Ừ. Ừ. Bữa nay cô Bảy giới thiệu cho những cái chén mà Kỳ hồi lúc nhỏ chắc Kỳ có thể là quên rồi chắc kia. Quên rồi, chắc chưa chưa được thấy nữa. Nè, gạch bể nè. Gạch một dạ, con thấy xuống cấp quá tàn rồi. Nè, gạch bể nó tự mục nó lớn á. Sợ nó sập. Ôi, mục hết trơn rồi nè. Phải rồi, cô Bảy bây giờ. Chứ phần bên đây thì mình đây không có xài nữa ha cô Bảy. Bên đây có một. Dạ, con thấy cái này xuống cấp dữ lắm rồi. Ôi, ôi mấy ke tre nhỏ xíu à. Mấy em dòng nó nhỏ quá nè. Dạ. Cái đồ để bánh ở đây đâu rồi ta? Bánh gì cô Bảy? Con gọi đây nè. Bánh hả? Đây cái cây sắt kìa. Muối hay là gì vậy? Muối. Cái bữa hổm cái đồ đựng đánh bánh à, đánh trứng đánh hả? Ừ, đánh trứng rồi mất tiêu rồi ai lấy rồi. Ôi, trời ơi, ai lấy. Tự nhiên hỏi không biết đường nữa. Cái cây vô lấy rồi để thôi. Bên đây cô Bảy có những cái con. Đây nè, bên đây nè. Ờ, hết hồn trời ở bà cô Bảy này. Bên này nè. Tự nhiên cô Bảy mới làm một cái kỳ vậy. Đánh bóng bông lan nè, đánh bánh bông lan nè. À, cái này hồi xưa đánh bánh bông lan ở cái chậu này nè. Ồ. Tưởng nó ai lấy rồi. Ồ, chậu cổ luôn nha cô chú anh chị. Đánh bóng bánh bông lan cúng chùa đó. À, mà nhiều lắm, giờ mất hết rồi còn nhiêu đó. Dạ. Còn cái đó. Cái này là những cái tre hay cái gì hả cô bé? Cái đó gạch. Cái đó gạch để xây bà Khơ Mau đó. Dư còn lại đó. À, à xây cái miếu bà Khơ Mau hồi trước ha. Cái gạch đó. Cái này nồi nấu xôi. À, nấu xôi xưa hả? Nè, có cái cối xây bột ngày xưa nè. Ôi ôi. Cối xây bột ngày xưa. Cũng giặt luôn ha. Có cái cối đá xây gạo xây bột bộ hồi xưa đó cô chú anh chị. Còn cái nơi này có cái cân cân cá bằng đồng nữa người ta bán đó rồi. Cái miếng này sao bán sói hay ghê quá cô Bảy. Cậu ơi. Đi ra đây cô Bảy ơi. Thắng quá. Rồi cái này thì nói chung cái nền nhà cũ của cái bếp của chùa. Cái khuôn viên cô thì giờ sửa lại đặng cô nhiều. Làm cái nhà cho người ta ngủ á, khách yeah, ngủ luôn. Yeah. Cho Phật tử lại ngủ á. Dạ. Nó hư hết trơn rồi con. Xuống cấp quá tàn luôn. Đây cái này. Ở bên đó là hồi xưa là cái gì vậy cô bé? Cái này cái bếp nè. Bếp, bếp ăn ngày xưa luôn hả? Ừ. Không hết rồi. Mà giờ nó sập sệ, sập hết trơn rồi nè. À, hồi xưa để nấu em nhưng mà giờ mình không có xài nữa thì nó lý do thì nó bị hư hao mục này kia rồi bỏ phế luôn, bỏ quan. Có cái thau đó hồi xưa nữa. Cái thau đó. Rồi sao không xài mà bỏ luôn bỏ rồi. Rồi nó bị ấy rồi. Lủng rồi hả? Ừ, lủng. À, thau thau kiểu sắt xưa củi xưa quá, còn mục. Còn một hết trơn nữa. Bởi vì cái nó một về dở cái nóc hay luôn. Nè tường nứt rồi nè. Dạ. Tường mình nứt rồi đặt bỏ để thôi người ta đi cầu. Cái sau này mình bỏ. Cầu á chúng ta nữa. Vậy hả, toilet nằm bên đây ha. Toilet nằm đó.
Ôi, cái này có lẽ là cô Bảy chắc cũng sẽ đặt ra để mà đặt ra để sửa lại, nhưng cô chưa có đồng ngân. Dạ, thì nào có đủ đồng ngân lận viên thì sẽ cô Bảy sẽ làm. Chứ thì cái này nó cần sự hỗ trợ hoặc cái này cái kia thì duyên của mỗi người chứ cái này chứ mình muốn làm thì cơ tốn kém nhiều lắm đó cô Bảy. Tốn kém nhiều, mình chưa có duyên. Dạ, thì chưa thuận duyên ha. Chưa thuận duyên, chừng nào thuận duyên người ta đem đến à. Dạ, mua phạt. Cô da ráng hốt thuốc làm bệnh đó, người ta hết bệnh người ta sẽ có duyên đến. Dạ, dạ đúng rồi. Cái duyên này, của mình. Cái mình chỗ này là cái phòng thuốc của cô nè. Vậy ha. Là ở đây với ai ở đây cô bảy đây với ai thì có ai tiếp không? Không hả? Ở xóm ta lại mấy người ở xóm ta cũng lại ha. Ủa, mấy cái kho luôn, kho này để luôn. Là những cái này là bà con hỗ trợ gì cho mình hay là sao? Này cô mua ký 5.000, ký 10.000 vậy hả? Cô mua để phơi rồi cô vô bao vậy nè, nó không bị móc. Trời ơi, quá tàn luôn. Đủ hết cái kho luôn ha. Sau này có khách lại là cô dẹp hết trơn thuốc nè. À cái này lúc trước để cho khách ở ha, ngủ ha. Khách ngủ. Rồi dẹp hết trơn. Dạ bây giờ. Bữa sau khách lại cô dẹp, cô cho khách ngủ mình ra. Giữ chữ cái thuốc nam để đây để mà xài. Để hốt thuốc. Dạ. Dạ. Phật tử người ta đến ta hỗ trợ tiền thuốc nam có ta cho chút đỉnh vậy đó. Dạ. Cô mua là gai là. Dạ, chứ con thấy thời buổi bây giờ rất là nhiều khó khăn mà bệnh hoạn bệnh lạ không đó cô Bảy. Bệnh nếu uống thuốc nam mà chịu uống là hết à. Dạ phải kiên trì nữa ha. Uống thuốc tây cổ nó hết cách tây luôn á. Thuốc tây thì hay hơn thuốc nam. Dạ. Thuốc tây uống mau hết hơn mà nhưng mà uống vài tiếng đồng hồ sau nó bị lại rồi. Vậy. Ừ. Còn thuốc này nó hết tiệt luôn. Dạ, yeah, mình phải kiên trì. Cô bắt đèn cho bà Phật thấy ha. Ôi, con thấy mẹ Quan Âm có gồng phụng đẹp quá tàn nè. Cái này là kiến trúc hồi xưa lắm hay ha. Cái này mới đây nè, nó đã là mới đây à. Mới chưa đây ha. Chưa có Phật Quan Âm. Ủa, cái này là mẹ Quan Âm à? Mẹ Quan Âm. Rồi chưa có, bây giờ mới xây. Chưa ha, chưa hồi xưa chưa ha. Mới dạ. Trời ơi, cô Bảy và bà phụ nữ mà bà cũng ở đây mình bà cũng gọi là tại cô Bảy có cái giống như có cái nguồn năng lượng gì hả cô Bảy? Có cái gì. Nếu như mà kiểu nói theo Kỳ ha, Kỳ mà ở đây mình thì cũng cảm giác nó. Trời ơi, cậu đi bây giờ này, cậu đi ra sao coi. Mình nên cậu không dám đâu, tôi dám đó. Dạ. Sao vậy cô Bảy? Tôi không có sợ đâu, tại vì mình vô cúng là mình giái mấy cái cô đó đi theo mình đó. À, để theo giống như theo bảo hộ giữ cho mình ha. Bảo vệ mình đó. Dạ. Có lính bảo vệ chứ. Dạ. Thì bên đó là cái nhà hay là nhà gì cái bếp gì cô Bảy? Trời ơi. Biết nấu cơm này cậu Nguyễn Nhân Năm cho mới nè. À năm TV ha. Ừ, năm TV á cho mới nè. Dạ cũng hỗ trợ qua đây ha khán giả. Cho mấy anh Tô Quy Nguyễn ảnh cho đó. Anh Tô Quy Nguyễn ở nước ngoài á. Dạ. Bên Mỹ cho. Dạ. Cho được mới. Rồi bên kia cũng cho mới làm phụ thờ đó. Nói chung mình cũng nhờ cái mạnh thường quân khán giả trợ duyên cái lò này mà cũ hết làm cái công việc này. Mấy lò này cũ nè, cô xài củi đó. Dạ, còn xài củi quá tàn nhiều nè. Ừ. Dạ. Bấm sáng ánh sáng á. Dạ thấy rồi. Có thấy. Củi cô tài củi. Đại khái là mình ở đây mình chụm củi cho chú anh chị. Củi à, không có bếp ga cái gì trơn á. Vậy ha. Theo ông bà hồi xưa mà. À nấu theo kiểu. Cô đâu có chịu mua ga. Dạ. Có tiền đâu mua ga. Gì. Mình xài vậy đi. Trời ơi, cô Bảy nói chuyện thấy thương không. Đây củi nói chung là cái xứ núi của chú anh chị thì củi rất là nhiều. Ừ, nấu củi chứ không có nấu ga. Trời ơi, cái đó gì cô Bảy? Hả? Cái đó gì vậy trời? Cái gì? Đang lùi vậy kìa. Cái đó gì vậy? Hả? Đó. Sao đây? Cái đó cái mền á, cái mền của Phật tử người ta ngủ rồi đấy đó. Ôi ơi nhìn hết hồn. Sao mà lấy thang phù lùi vậy? Sao? Sao? Sao mà kỳ vậy thì theo cô Bảy cái cảm giác kỳ. Lửa không à, cái củi không là có bếp ga, không có điện bọng, không có nấu cựu điện đâu, sợ tốn điện. Dạ. Phật tử nào lại chịu khó chùi nồi đi. Chứ bây giờ không có nấu điện được. Dạ. Chưa có điện tốn hao á. Hỗ trợ cái phần củi hoặc là bếp ga. Ừ. Thì cái kinh phí của ở đây thì nhà chùa không có kinh phí xài bếp ga với điện đâu. Dạ. Rồi cô xài củi cho nó quen. Dạ. Cho giống phong tục hồi xưa. Hồi xưa luôn ha. Ừ. Rồi cô theo ông bà mà. Dạ thì cái khuôn viên chùa này nói chung là ít có người biết lắm cô chú anh chị. Cây ăn quả thì có ông bà trồng. Ít có. Tại vì ở trong đây là trong hẻm á. Bởi vì hẻm sâu. Thì ở đây mình khi bước vào đó, tại vì giấc này là buổi chiều cũng tối gần 6 giờ của chú anh chị.
Thì ở đây mình nhìn vô mình thấy là cái cục đá hình giống một cái thuyền Bát Nhã. Ha, khi mình lại gần mình nhìn góc càng gần á, thì mình thấy cái cảm giác nó giống như là một ông cá voi đang mắc cạn vậy đó, tưởng tượng vậy. Nhưng mà Kỳ thấy mường tượng là thấy hình giống chiếc thuyền nhiều hơn nè, ha. Nè, con coi cục đá này nè. Nó mới giữ. Đá nào con? Đây. Cái này hả? Đấy, cái đầu nè. Đầu này là giống cái mình đó. Giống gì cô bé? Biết. Nè. Gì hả? Nè, con thấy cái này. Cái này nè, con nhìn cái khúc này cái bụng nè ha. Bụng này bụng. Giống là cái này cái giò vậy. Gì? Bụng vậy đó. Cô bé có nhìn ra không gì không? Biết đâu. Nói thôi, thẳng ở bên đây cô Bảy nói cho bà con biết luôn đi. Thôi, không biết nói. Chưa lộ được hả? Đâu biết nói. Giống ột chứ. Con heo ạ. À. Ơi. Giống ổng heo hả? Giống ột nằm á. Ột là ổng heo đó cô chú anh chị. Ột ha, để con bơ đưa nguyên cái mình ha. Ừ. Đó. Giống ột á. Dạ. Thấy không? Dạ. Con thấy cái đây cái giò nè, cái giò ở đây nè nằm xuống mà xếp vô nè. Cái đuôi không? Cái này phần đuôi hay cái đầu? Cái này phần đuôi, cái này phần đầu nè. À. Cái này nè, cái này cái miệng nè. Dạ. Cái miệng nè. Dạ. Ủa, cái bảy. Này cái này là cái chân cái tay nằm ốp vô gì nè. Vậy sao con thấy nãy giờ cái gì ben ben trên nóc nhà mà cô bé. Trái sung rụng. Sung hả? Sung gừng hả? Sung rụng. Trời ơi nãy. Sung biển á, sung biển không cố trồng á. Sung biển là cái ăn được không cô bé? Sung biển á, cái trái nó ăn cũng được nữa. Gì hả? Sung biển bự không cô bé? Nó trái là bự bằng ngón tay nè. À nhỏ nhỏ vậy đó. Ừ. Tại vì giấc này tối rồi cô chú anh chị ơi thì nên Kỳ quay chỉ đại khái như vậy thôi, thì hôm nào đủ cái nhân viên nữa thì Kỳ sẽ vô đây để tìm hiểu về những cái bài thuốc mà cô Bảy có thể giúp đời đó. Ừ. Thì hôm nay cũng hận cái duyên thì con cũng chúc cô Bảy nhiều nhiều sức khỏe nha cô Bảy, để mà càng ngày càng tinh tấn để mà giúp bà con được vượt qua những cái gọi là cái bệnh hiểm nghèo khó khăn. Dạ, hoạn nạn khó khăn. Dạ đúng rồi. Cái bệnh dịch bệnh đã vừa qua cho nó qua luôn. Dạ một phần. Cho qua luôn, đừng cho trở lại. Dạ. Tại vì đáo lai lại là coi như là 100 năm hả, là 1000 năm hả, là mấy chục năm gì đó đáo lai lại một lần là bệnh dịch này. Dạ. Cô của cô hồi đó cũng trị bệnh này mà. Dạ, hồi xưa. Hồi đó đâu có bác sĩ, y sĩ không? À vậy là hồi xưa cũng bị cảm. Hồi xưa cũng bị gì nè, cái gan gì nè, sốt. Hồi xưa sốt là sốt xuất huyết, sốt thương hàn, sốt cấp tính. À. Là bây giờ đó là dịch bệnh rồi tự nhiên là mấy con gà con gì đó nó nằm liệt là mình nó tạo tới mình rồi đó. Dạ. À, rồi bắt đầu cô bả chị luôn, rồi chị thí dụ chị kịp thì ai lợi thì biết bả thì bả chị vậy đó. À. Mà mình ơn bả chị ghét rồi bả muốn xỉu luôn. Dạ, chứ phần hồi xưa nó thuốc men cũng nhờ có. Nhờ chú thằng giúp đỡ, có động lực á. Gia hộ rồi cho... gia hộ cho bả mới có sức lực. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi bây đây cô bệnh cô cũng nấu thuốc nam uống nè. Vậy ha. Ừ. Cô bệnh là cô nấu thuốc uống lên nè. Cô Bảy năm nay nhiêu tuổi rồi cô Bảy? Hôm nay cô 49 nè. 9 nè. 9 nhìn hơi như thiếu nữ vậy trời. 49 là già rồi đó cô. Không, nếu mà cô mà nhậm tóc lại bình thường ha, theo kiểu ấy ha, là nhìn không ra 49 tuổi nó thiệt luôn, thật sự cô, luôn á. Tại vì ha. Ở nhà thì cô đâu có phải gì, cô lên đây thì cô phải để cho tự nhiên. Vậy ha. Ở nhà thì mình cũng phải có chăm chút xíu ha. Ừ, chăm chú cho người phụ nữ vậy đó. Như dạ. Cô lên đây cô không cần đẹp nữa. Dạ, nhìn cô chỉ cần cái tâm mình cứu đời. Với dạ. Cô chỉ cần là cho cô được cái huệ thời cứu đời thôi. Đang 49 tuổi mình da đẹp cái ghê vậy, đẹp hơn da con nữa chứ. Thiệt luôn á, da còn sần sần. Cô ở đây cô dằn nắng hoài đó. Vậy cô không dằn nắng đâu có gì. À, chắc có lẽ là cô Bảy có cái cô đi cái đồng đi gãy hoài à. Cô Bảy có pháp tu nên cái cơ thể của cái da mặt của cô Bảy được cái giống như các ngài gia hộ cái gọi là cái nguồn năng lượng sống để thấy nó có vẻ là tinh tấn, nó tươi hơn là cái những cái độ tuổi bình thường đó hả cô Bảy. Cô không đi gãy đó. Cô không đi gãy, cô sức khỏe cô dữ lắm. Bây giờ cô đi gãy hoài, đi trồng bắp nè, rồi trồng xài nè, rồi đi dãy cỏ nè, đi cuốc đất nè, lên vòng trồng xài. Dẫu với trời, cô Bảy cô phải trồng chứ không trồng con? Hai đứa bác sĩ với đứa dược sĩ. Con cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Con cô 28 rồi. 28 hả? Là lớn hay nhỏ gái lớn á, bác sĩ rồi, còn con trai thì dược sĩ, con trai thì 24. Dạ. Chưa vợ chưa chồng. Ôi dẫu với trời. Rồi bởi vì giờ tu là vừa hay cô Bảy. Dạ, bây giờ hai đứa đời, có nơi nương tựa rồi. Dạ. Có chỗ có căn có duyên của nó rồi. Bây giờ thì cô trồng xoài về còng dừa đồ đó đặng mình tới mùa đó không có Phật tử đi chùa thì mình hái cái đó mình bẻ mình bán mà chưa mới trồng mới có 1 năm mà. Nói chung là mình phải có kinh tế mới được ha. Có kinh tế, bởi vì mình tu tại gia phải có kinh tế. Đạo và đời mà ha, chứ mình sống nghiêng. Tu tại gia mình phải có kinh tế, còn như vô có Phật giáo thì người ta có Mạnh Thường Quân. Dạ. Còn như mình không có Mạnh Thường Quân đâu. Thì giống như mình tự cung tự cầu đại khái vậy. Tự cung tự cầu tự cấp rồi thí dụ ai có tình thương đó, ta đem đến giao đây. Duyên ha. Ta giao duyên.
Rồi cô nhận chút ít để lo cho ông bà vậy, mình được phước gì có duyên vậy đó. Phải cái cây không mà sao kỳ của bạn? Cây. Ủa, cây trái á. Sao trái rụng giống ngay chỗ đá hay đâu vậy? Trời ơi. Vậy thôi con tới đây được rồi hả? Sao? Dạ mô Phật, thì cảm ơn cô Bảy rất là nhiều, chúc cô Bảy nhiều sức khỏe. Bàn ghế này nè cũng hết rồi nè. Gì? Bàn ghế đó hư hết rồi đó con ơi. Dạ, cái con thấy xuống cấp quá tàn luôn. Bàn thì còn. Dạ, rồi mô Phật. Phật tử nào cho được đóng góp cô xin bàn. Dạ mô Phật thì cô xin cái bàn á để cho khách ngồi đó. Thì cũng như là cái video này kỳ quay đó cô chú anh chị hữu duyên cô chú anh chị đó. Bàn ghế nè. Về đây hoặc là nếu bây giờ cô Bảy có số điện thoại thì cô Bảy đọc lên giùm giúp con để khi khán giả muốn trợ duyên thế này thế kia thì cô Bảy sẽ gặp trực tiếp cô Bảy luôn ha. Cô Bảy đọc số điện thoại 0907 của cô. 0907. 795. 795. 590. 590. Mô Phật. 0907 795 590. Dạ thì gặp trực tiếp cô Bảy ở đây luôn. Tại vì kỳ làm cái video này đó cô chú anh chị thì chủ yếu là kỳ tham quan để viếng thôi. Thì gặp trực tiếp thì gặp cô Bảy luôn ha. Thì không có không qua kỳ. Thì con cũng tối rồi con cũng xin phép khép lại video thôi cô ơi. Thì chúc cô Bảy nhiều sức khỏe nha cô Bảy. Cô cũng chúc con lên đường quay cho búp những cái tâm linh đó, chỗ tâm linh đó cho được yên ổn rồi có phước. Con cầu chúc con lên đường thượng lộ bình an. Dạ mô Phật. Sự như ý nha. Dạ mô Phật. Cảm ơn cô Bảy nha. Thì hẹn cô bác anh chị ở những video tiếp theo của kỳ nha.